Mình có tô thêm một chút màu hồng. Mái tóc mình chọn tô màu đen nhạt rồi nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Chiếc áo này thì mình sẽ tô màu xanh. Nơi vậy là chỉ 7 phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn nào có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái rất là xinh đẹp với cách tô màu được của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.